Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy trộn lòn quay dạng khía. Nó này có đường kính 6 tấc, dùng để trộn bột khô, ẩm ướp gia vị. Máy này có cơ cấu, sau khi mình trộn xong quay lòng đổ xuống để đổi sản phẩm ra dễ dàng. Thì máy sau khi mà kiểm tra để test nó ổn định rồi đó, thì mình sẽ lắp vào và chuẩn bị giao cho người sử dụng. Hôm nay máy này sẽ chuyển về khu công nghiệp Lê Bình Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì máy trước khi đi nó đóng gói cẩn thận, mình cho lên xe để mà giao đi.